Phi hành gia NASA kỳ cựu Leroy Chiao, người từng là chỉ huy trạm không gian quốc tế ISS, đã hoàn thành 4 sứ mệnh trong vũ trụ, đi bộ 6 lần trong không gian, đã khẳng định người ngoài hành tinh đang ở giữa chúng ta. Và dĩ nhiên, ông không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Không phải đến bây giờ loài người mới nhắc đến người ngoài hành tinh, mà dường như đó là vấn đề xuyên suốt lịch sử loài người. Thậm chí trước đó nữa, và gần đây, hàng loạt tài liệu giải mật của chính phủ các nước cũng khẳng định điều này. Những phát hiện khảo cổ gây sốc. Năm 1973, một nhóm thợ hồ ở Iași, Romania tìm thấy 3 vật thể ở độ sâu 10 mét dưới mặt đất, trong đó 2 vật thể là hóa thạch xương động vật. Vật thể còn lại trông giống như đồ kim loại do con người sản xuất và có hình dáng giống lưỡi rìu. Theo kết quả kiểm tra, vật thể kim loại được làm từ 12 kim loại với 90% là nhôm, có niên đại 250.000 năm. Đây thật sự là phát hiện chấn động vì con người chỉ mới biết sản xuất nhôm kim loại cách đây khoảng 200 năm. Điều khiến các chuyên gia bối rối là khối kim loại có mặt lõm giống như một bộ phận của hệ thống máy móc phức tạp. Nhiều thợ săn vật thể bay không xác định UFO cho rằng vật thể này là mảnh vỡ của một chiếc đĩa bay, bằng chứng cho thấy nền văn minh ngoài hành tinh từng ghé thăm trái đất trong quá khứ. Hiện vật thể này đang được triển lãm tại bảo tàng lịch sử của Cluj-Napoca với ghi chú chưa rõ nguồn gốc. Tại Chhattisgarh, Ấn Độ, người ta phát hiện những hình vẽ trên đá có niên đại khoảng 10.000 năm trước, trong đó miêu tả những dạng sống kỳ lạ, nghi là người ngoài hành tinh và UFO. Nhà khảo cổ Trial Hagat nhận xét, những phát hiện này cho thấy từ thời tiền sử con người đã thấy hoặc tưởng tượng đến những dạng sống từ các hành tinh khác. Những hình vẽ ở Chhattisgarh có màu tự nhiên, không phai nhạt theo thời gian. Có những hình vẽ những dạng sống kỳ lạ cầm những vật giống như là vũ khí. Họ không có mắt và mũi. Trong một số hình, họ được vẽ đang mặc đồ phi hành gia vũ trụ. Chúng tôi cảm thấy bối rối rằng người tiền sử có thể tưởng tượng ra những điều đó. Rải rác trên thế giới, người ta cũng phát hiện rất nhiều đồ tạo tác hoặc hình vẽ người ngoài hành tinh và UFO có niên đại hàng ngàn năm. Chẳng hạn gần đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 350 món đồ tạo tác, hình vẽ lạ mang hình dáng người ngoài hành tinh và UFO trong kim tự tháp của người Maya tại Mexico. Những đồ tạo tác này được xác định có niên đại tới hơn 2.000 năm. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, nhờ tiếp xúc với người ngoài hành tinh, nên người Maya mới có một nền văn minh phát triển trước thời đại như vậy. Trong hang động Pied-Mort ở Pháp, người ta phát hiện hình vẽ trên đá có niên đại 20.000 năm, mô tả vật thể giống đĩa bay và người ngoài hành tinh. Tại hang Kimberley, Australia, có những hình vẽ có niên đại 5.000 năm về giống người được thổ dân gọi là Wandichina hay người trời. Đặc trưng của giống người này là đầu to, hai mắt lớn, hệt những gì người ta tưởng tượng về người ngoài hành tinh. Theo truyền thuyết thổ dân, Wandichina là những người có siêu năng lực, được họ thờ như thần thánh. Trong hang động Tassili thuộc sa mạc Acheri, những hình ảnh có niên đại 8.000 đến 10.000 năm trước công nguyên mô tả những người kỳ quái với phần đầu tròn và cơ thể không có hình dáng cụ thể. Trôi nổi lềnh bềnh trong không gian, mặc những trang phục dị thường và đội những chiếc nón hệt như của các phi hành gia thời nay. Hơn 50 năm trước, một công ty của Pháp đã nhập khẩu quặng uranium từ Oslo, Cộng hòa Gabon, châu Phi. Tuy nhiên, họ phát hiện thấy chỗ quặng này đã được chiết luyện. Nó chứa 0,3% uranium 23 năm, trong khi quặng uranium trong tự nhiên chứa đến 0,7% uranium 23 năm. Vậy 0,4% kia đã đi đâu? Tại địa điểm tìm thấy quặng uranium nói trên, người ta phát hiện là một lò phản ứng hạt nhân ngầm vô cùng tiên tiến, vượt quá trình độ khoa học của chúng ta hiện nay. Kiểm chứng cho thấy lò phản ứng hạt nhân này có niên đại 1,8 tỷ năm tuổi và nó đã được vận hành khoảng nửa triệu năm. Những cuộc chạm trán kinh hoàng. Người ta tin rằng có rất nhiều nhân vật lịch sử đã chạm trán với người ngoài hành tinh. Trong hồi thứ 41 của cuốn sách Thập Di Ký từ thời Tần Thủy Hoàng năm 259 đến năm 210 trước công nguyên ghi lại, có một tộc người lạ, thân hình như xoắn ốc, khi dìm xuống nước không chìm. Tộc người này cao 10 thước, khoảng 2,3 mét, phía bên ngoài được phủ một lớp như lông chim. Họ có năng lượng đặc biệt tự phát sáng vào buổi tối. Tần Thủy Hoàng đã đối xử rất cởi mở với tộc người này, thậm chí hoàng đế còn coi họ như những người thân thích. Khi được hỏi đó là ai, Tần Thủy Hoàng chỉ trả lời một câu duy nhất, đó là các vị thần.
Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về đoạn ghi chép này, nhưng nhiều nhà khoa học và sử gia Trung Quốc tin rằng tộc người lạ lùng này chính là người ngoài hành tinh đã giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, xây dựng Vạn Lý Trường Thành, xây thủy điện, lăng mộ nguy nga hoành tráng. Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế tài ba của nước Pháp, cũng được tin đã gặp được người ngoài hành tinh. Vì sau khi ông qua đời, các nhà khảo cổ phát hiện ra một vật lạ nằm trong sọ của ông. Vật thể lạ được phát hiện gắn chặt trong hộp sọ của Napoleon, giống như một vi mạch nhỏ, dài nửa inch. Từ mức độ sinh trưởng của vùng xương quanh vi mạch, tiến sĩ Andrew Dubois tin rằng nó đã được cấy vào đầu Napoleon khi ông còn trẻ. Thời đại của hoàng đế Napoleon chưa thể có được các phát minh tiên tiến, hiện đại như chiếc vi mạch. Vậy nguồn gốc của chiếc vi mạch này là thế nào? Lật lại lịch sử, năm 1794, khi Napoleon 25 tuổi, ông từng mất tích vài ngày. Kể từ sau vụ mất tích bí ẩn đó, công danh sự nghiệp của Napoleon lên như diều gặp gió. Chỉ một năm sau, ông được hoàng gia sắp xếp phụ trách quân đội Pháp tại Italia. Kỳ lạ hơn, ông có thể đào tạo một đội quân thiếu đói, tinh thần uể oải và ô hợp thành một lực lượng chiến đấu đỉnh cao, trăm trận trăm thắng, nhất là trong cuộc chiến đánh bại người Italia. Sau một loạt chiến thắng gây bất ngờ, Napoleon lên ngôi hoàng đế, nhanh chóng mở rộng đất nước và đưa quân xâm chiếm phổ, nay là Đức, Áo, Thụy Sĩ và Đan Mạch. Tiến sĩ Dubois nhận xét rằng, có lẽ chính chiếc vi mạch đã nâng cao khả năng tư duy và lãnh đạo giúp Napoleon có trí nhớ phi phạm, trí óc linh hoạt, có khả năng đọc rất nhanh những ý nghĩ trong đầu cho thư ký ghi chép, cùng một lúc đọc cho nhiều thư ký về những vấn đề khác nhau. Tiến hành nghiên cứu vi mạch, họ phát hiện ra một tia sóng rất nhỏ liên tục truyền đi tín hiệu lạ, ảnh hưởng đến não của con người. Có thể tia sóng này đã ảnh hưởng đến não của Napoleon, khiến ông luôn có vấn đề về thần kinh, thường có hành động thái quá như giận dữ bất chợt rồi lại trở nên trầm uất. Nhiều người, trong đó có các nhà lãnh đạo và khoa học gia nổi tiếng thế giới, đều tin rằng không chỉ tồn tại sự sống ngoài hành tinh mà họ đã nhiều lần đến thăm trái đất bằng các UFO. Xuyên suốt lịch sử, nhiều vụ chạm trán giữa con người và UFO đã được ghi lại. Điều này đã được xác thực trong các tài liệu giải mật. Những vụ chứng kiến UFO đông người. Nếu ai đó nói họ thấy UFO, người ta cho rằng anh ta khoác lác. Nhưng nếu nhiều người cùng nói như vậy, vấn đề sẽ khác. Sáng sớm ngày 1 tháng 6 năm 1853, nhiều giáo viên và sinh viên trường Burris, Tennessee, Mỹ đã bàng hoàng khi nhìn thấy hai vật thể phát sáng chói lòa lơ lửng trên bầu trời. Theo giáo sư Canes, người sau đó báo cáo sự việc cho Hiệp hội Khoa học Mỹ, một UFO nhỏ hơn có hình dáng trăng non, UFO kia có hình một ngôi sao lớn. Chúng liên tục thay đổi hình dạng và kích cỡ trong vòng 30 phút. Giáo sư Canes viết rằng, các sinh viên hỏi giáo viên, nhưng cả thầy hiệu trưởng và các giáo sư đều không trả lời được. Ông còn cho biết hai UFO xuất hiện đã khiến độ ẩm trong không khí dày đặc hơn bình thường. Ngày 17 tháng 4 năm 1897, vào khoảng 6 giờ sáng, cư dân thị trấn nhỏ Aurora ở Texas đã bị đánh thức bởi sự xuất hiện của một tàu không gian. Theo tờ Dallas Morning News, chiếc tàu bị đâm vào một chiếc cối xay gió, các mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Tờ báo viết, người ta cho rằng trên tàu chỉ có một phi công, thi thể anh ta đã bị biến dạng, nhưng những phần còn nguyên vẹn khiến người ta nghĩ anh ta không phải là cư dân của thế giới này. Thi thể của sinh vật trên UFO này sau đó đã được chôn trong nghĩa trang của thị trấn. Trong khi đó, các cơ quan phòng không ở Los Angeles cho biết đã xảy ra cuộc chiến đấu với UFO vào ngày 25 tháng 2 năm 1942. Khi đó, radar phát hiện một UFO cách Los Angeles 120 dặm về phía Tây. Nó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách còn vài dặm rồi biến mất. Sau đó, một sĩ quan pháo binh ở bờ biển báo cáo thấy 25 vật thể bay ở tầm cao khoảng 7.600 mét. Vài phút sau, những người khác thấy một vật thể giống quả bóng mang theo lửa bay qua Santa Monica. Rồi lực lượng phòng không thấy một đám vật thể bay ở nhiều độ cao khác nhau với vận tốc tới 200 dặm một giờ. Lo sợ thành phố bị quân Nhật tấn công, lúc đó đây là Thế chiến II, nên họ đã bắn hết 1.400 băng đạn vào các UFO, nhưng tất cả đều giống như bắn vào hư không. Một vụ chạm trán đông người gần đây là vào tháng 8 năm 2016, khi có nhiều UFO hình dáng như những chiếc kim tự tháp lộn ngược bay lơ lửng trên các kim tự tháp ở Ai Cập, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Video quay lại cảnh này đã được kênh Section 51 đưa lên YouTube. Vụ chạm trán này khiến người ta nhớ tới một thư tịch cổ của người Ai Cập vào thời Pharaoh Thutmose III trị vì. Có nói đến UFO xuất hiện vào năm 1480 trước công nguyên. Các tài liệu giải mật. Cho đến nay, theo quy định của luật pháp, các văn kiện mật của các chính phủ và cơ quan chức năng về UFO và người ngoài hành tinh lần lượt được giải mật. Qua những tài liệu giải mật này, có thể khẳng định UFO và sự sống ngoài hành tinh không phải là chuyện nhảm nhí như lâu nay người ta vẫn nghĩ. Chẳng hạn trong tập tài liệu giải mật dày 1.900 trang của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha mới công bố thời gian qua, có ghi lại nhiều vụ chạm trán phát hiện UFO tại nước này từ năm 1962 đến năm 1995. Sự kiện đầu tiên được ghi lại xảy ra vào năm 1962 tại Saint Javier, trong khi sự kiện cuối cùng là vào năm 1995 tại Moron. Trong đó nổi bật là vụ tại Ferrol ngày 2 tháng 4 năm 1966. Khi đó, một quản ngục và hai thủy thủ đã nhìn thấy một vật thể đồ sộ trên bầu trời cứ 5 phút lại thay đổi hình dạng một lần. 30 phút sau, một thủy thủ khác cũng nhìn thấy vật thể tương tự lơ lửng trên khu vực một đài phát thanh ở Narol. Tại Mỹ, thời gian gần đây, các cơ quan nhà nước như CIA, FBI hay NASA cũng lần lượt công bố các tài liệu giải mật về người ngoài hành tinh. Mới đây, theo tài liệu mật của CIA, khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 2 năm 1968, một vật thể sáng di chuyển với tốc độ cao bay ngang qua bầu trời phía đông bắc Nepal và phía bắc Sikkim. Vật thể lạ có hình dạng thuôn dài, phát ra những tia sáng màu đỏ và xanh lá cây. Âm thanh như tiếng sấm rền phát ra vài giây sau khi vật thể xuất hiện. 3 ngày sau, tại Thimphu, thủ đô Bhutan, người ta phát hiện vật thể lạ di chuyển với tốc độ cao, không gây ra tiếng động, nhưng phát ra ánh sáng màu xanh dương. Không lâu sau, ngày 4 tháng 3 cùng năm, một UFO được phát hiện di chuyển từ phía đông sang Tây, gần đèo Chanla thuộc Ladakh, bay qua căn cứ không quân Ấn Độ ở khu vực Phetcher và Koyun. CIA cho biết vật thể sáng trắng và kèm theo 2 tiếng nổ. Ngoài ra, còn có tia sáng đỏ theo sau làn khói trắng. Đáng chú ý, ngày 25 tháng 3 cùng năm, một vật thể kim loại khổng lồ hình tròn có đế rộng 1,8m và cao khoảng 1,2m được tìm thấy bên trong miệng hố ở Patichou, cách thành phố Pokhara của Nepal 8km về hướng đông bắc. Vật thể xuất hiện kèm theo ánh sáng trắng và 2 tiếng nổ lớn. Trước đó, vào tháng 11 năm 2016, FBI cũng công bố các tài liệu mật liên quan đến người ngoài hành tinh. Tài liệu ghi lại chi tiết vai trò của FBI trong các cuộc điều tra về người ngoài hành tinh được thực hiện từ năm 1947 đến năm 1954. Tài liệu đã chỉ ra 9 đặc điểm về người ngoài hành tinh. Đĩa bay chở theo phi hành đoàn được điều khiển từ xa. Họ thực hiện nhiệm vụ hòa bình và ngắm hành tinh chúng ta. Người ngoài hành tinh đến trái đất trông như con người nhưng to lớn hơn rất nhiều. Họ đến từ thế giới của họ. Đĩa bay tỏa ra năng lượng. Họ đến từ những hành tinh rất xa chúng ta không biết và không đến được. Thân thể và phi thuyền của người ngoài hành tinh tự hóa rắn khi đến với chúng ta. Sau đó họ biến mất vào bầu trời, không để lại dấu vết, không ai nhìn thấy nữa. Họ không đến từ thế giới thiên thể, nhưng lại tương ứng với Lakas hay Talas. Trong năm 2016, các camera tự hành của NASA đã nhiều lần ghi được các hình ảnh UFO trong vũ trụ. Chẳng hạn vào tháng 7, những bức ảnh thời gian thực truyền từ tàu vũ trụ Soho của NASA đã nhiều lần cho thấy các UFO xuất hiện gần mặt trời. Tàu vũ trụ Soho được phóng lên không gian vào tháng 2 năm 1995 theo dự án liên kết giữa NASA và Cơ quan Hàng không Châu Âu ESA với mục đích nghiên cứu mặt trời. Kể từ đó tới nay, nhiều bức ảnh Soho cung cấp đã cho thấy các vật thể bay không xác định xung quanh mặt trời. Tuy nhiên, NASA vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về các phát hiện này. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện được rất nhiều hành tinh có thể đủ điều kiện để sự sống phát triển. Vấn đề là với trình độ hiện tại, loài người chưa thể đi tới đó để kiểm chứng. Nhưng với tư duy logic cộng với những gì đã phát hiện được, liệu đã đủ để tuyên bố người ngoài hành tinh là có thật? Từ luận thuyết tôn giáo và khoa học. Hầu hết các tôn giáo đều cho rằng, ngoài con người còn tồn tại các dạng sống thông minh khác, chẳng hạn các vị thần, thiên thần hoặc thậm chí là ma quỷ.
thần, thiên thần và ma quỷ đều là các dạng sống thông minh và hiển nhiên không thuộc về thế giới chúng ta. Vậy có hợp lý không khi xem họ là người ngoài hành tinh? Nếu luận thuyết này có vẻ chung chung, thì trong hai tôn giáo lớn của loài người hiện nay là Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo, vẫn có những luận thuyết cụ thể về thế giới khác, tức sự sống ngoài trái đất. Trong Thiên Chúa Giáo, từ năm 1277, Giám mục Paris là Etienne Tempier tuyên bố Chúa có thể đã tạo ra hơn một thế giới. Còn trong Phật Giáo, từ lâu, các kinh thư đã nhắc đến thuyết Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của Phật Thích Ca. Theo cách tính của Phật giáo, một tiểu thiên thế giới bằng 1.000 thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới bằng một trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới bằng một đại thiên thế giới. Vậy 3.000 đại thiên thế giới sẽ bằng 3.000 tỷ thế giới. Nói cách khác, Phật giáo tin rằng có đến 3.000 tỷ thế giới giống thế giới chúng ta đang sống. Vào thế kỷ 16, Giordano Bruno cho rằng vũ trụ là vô tận và mọi ngôi sao đều được các hành tinh của nó bao quanh. Và đến khi phát hiện ra kính viễn vọng, người ta thật sự tin vào những gì Bruno nói khi thấy rằng trái đất chỉ là một hành tinh rất nhỏ trong vô số thiên thể vũ trụ. Vì vậy, các nhà khoa học nổi tiếng như Carl Sagan và Stephen Hawking cho rằng không có lý do gì mà sự sống lại không thể tồn tại ở nơi nào khác ngoài trái đất. Lập luận này dựa trên quan điểm Copernicus cho rằng trái đất không chiếm một vị trí đặc biệt nào trong vũ trụ. Vì vậy, sự sống có thể đã phát triển ở rất nhiều nơi trong vũ trụ và cũng có thể chuyển đổi qua lại giữa các hành tinh có thể sống được. Theo các mô hình giả lập máy tính, quá trình tạo dựng sự sống tương tự trên trái đất cũng có thể được xảy ra trên các hệ sao khác có các hành tinh quay xung quanh sao chủ. Nỗ lực thực tiễn truy tìm người ngoài hành tinh. Để truy tìm sự sống ngoài hành tinh, người ta dùng hai cách tìm kiếm phổ biến là trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp, tức mang máy dò tìm lên tận các hành tinh nghi là có sự sống để dò tìm. Còn gián tiếp là dò tìm qua sóng radio, kính viễn vọng. Hiện nay, những robot tự hành trên sao hỏa đã nhiều lần gửi về những hình ảnh được cho là UFO, người ngoài hành tinh hoặc động vật. Những phát hiện của máy tự hành cũng củng cố giả thuyết trên hành tinh đỏ có nước hoặc từng có nước, tức ít nhất đã từng có sự sống. Một cuộc khảo sát thông thường được tiến hành tại một hội nghị của cơ quan vũ trụ châu Âu cho thấy 75% các nhà khoa học tham dự tin rằng sự sống đã từng xuất hiện trên sao hỏa, trong khi 25% các nhà khoa học tin vẫn còn sự sống trên sao hỏa. Từ năm 2007, các nhà khoa học trên trái đất đã 18 lần bắt được tín hiệu sóng vô tuyến nhanh, Fast Radio Burst, gọi là FRB. Trong đó, đáng chú ý là lần bắt được 6 tín hiệu FRB từ cùng một địa điểm có tên là FRB-121102 trong thiên hà Auriga, cách trái đất 3 tỷ năm ánh sáng. Mỗi tín hiệu chỉ kéo dài trong khoảng vài phần ngàn giây nên được xếp vào dạng xung sóng vô tuyến nhanh. Mặc dù các nhà khoa học xác định được địa điểm phát đi FRB nhưng nguồn gốc của chúng vẫn là điều bí ẩn. Nhưng các nhà nghiên cứu cho biết tín hiệu lặp đi lặp lại như vậy rõ ràng không phải là hiện tượng xảy ra một lần như vụ nổ hay va chạm. Dựa trên những sóng FRB đã thu được, một số người tin rằng người ngoài hành tinh đang ở FRB-121102, cách chúng ta 3 tỷ năm ánh sáng. Trong khi đó, có nhiều người tin rằng họ ở gần hơn, đâu đó trong những thiên hà gần dải ngân hà, trong dải ngân hà hoặc gần hơn nữa là trong Thái Dương hệ. Chẳng hạn vừa qua, các nhà khoa học NASA đã phát hiện thêm 7 hành tinh mới có thể có sự sống. Đây là những hành tinh có kích thước tương tự trái đất. Trong đó có 3 hành tinh quay xung quanh ngôi sao mẹ với khoảng cách phù hợp để có nước chảy trên bề mặt. Những hành tinh này cách trái đất 40 năm ánh sáng, một khoảng cách gần theo chuẩn thiên văn học, nhưng tương đương 40 triệu năm di chuyển với tốc độ trung bình của một máy bay thương mại chở khách. Phát hiện này cho chúng ta thấy rằng tìm thấy một trái đất thứ hai chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, một số nhà khoa học lại cho rằng việc đánh đồng dạng sống ngoài hành tinh với các dạng sống trên trái đất, từ đó đi tìm người ngoài hành tinh theo hướng truy tìm những môi trường phù hợp với dạng sống trái đất là một hướng đi thiển cận. Cụ thể, đa số dạng sống trên trái đất tồn tại và phát triển nhờ những yếu tố căn bản như nước và oxy. Nhưng có thể những dạng sống ngoài hành tinh không cần đến nước và oxy để sống,
Mới đây, người ta phát hiện ra vi khuẩn Dysphorodis audacevitur, hay còn gọi là bọ mỏ vàng, tồn tại rất sâu, gần 3 km dưới lòng đất, trong môi trường không hề có ánh sáng và khí oxy. Nó sống hoàn toàn dựa vào nguồn phóng xạ phát ra từ uranium. Phát hiện này cho thấy khả năng sinh vật sống ngoài vũ trụ có thể sống sót, thậm chí ăn các tia bức xạ vũ trụ thay vì cần ánh sáng, khí oxy và carbon. Không thể loại trừ rằng sự sống như vậy có thể tồn tại ở những góc khác trong vũ trụ và ở đâu đó có các sinh vật đang sử dụng tia vũ trụ để sinh tồn. Trong khi đó, nhiều người tin rằng người ngoài hành tinh đang đóng đô ở một nơi rất gần chúng ta, chính là mặt trăng. Theo những người này, mặt trăng là một hành tinh nhân tạo của người ngoài trái đất. Dựa trên những bằng chứng về thành phần và cấu trúc của mặt trăng cho thấy, đây có thể là một sản phẩm của công nghệ và khoa học hiện đại. Những người khác lại tin rằng người ngoài hành tinh không ở đâu xa mà đang theo dõi chúng ta, ủng hộ cho thuyết người ngoài hành tinh đang theo dõi con người là việc xuất hiện những hình vẽ khổng lồ trên các cánh đồng lúa mì, đặc biệt phổ biến ở Anh. Những vòng tròn lúa mì có hai đặc điểm khiến các nhà nghiên cứu tin rằng chúng không thể là sản phẩm của con người hay tự nhiên. 1. Hoàn toàn không có dấu vết phá hoại. 2. Kết cấu phân tử tại vị trí uốn cong trên cọng lúa mì chịu ảnh hưởng bởi trường điện từ mà kết tinh nhưng vẫn tiếp tục sinh trưởng bình thường.